Chúng tôi là Diệu Hiền và Trần Quang Duật. Xin kính chào quý khán giả của đài SPTN DC, quý bác, quý cô, gia đình Alpha Đỏ và đại gia đình quân đội. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Và mở đầu là phần sinh hoạt các hội đoàn quân đội. Phong trào diễm trợ tự do và dân chủ cho Việt Nam. Cần 80 hội đoàn quốc gia, Tại Bắc California tổ chức cuộc biểu tình vào lúc 4 giờ chiều ngày Chủ nhật 27 tháng 3 năm 2011 tại khu thương mại Lion Plaza, thành phố San Jose, để chuyển lửa về Việt Nam và diễm trợ cuộc tranh đấu của nhân dân trong nước. Cuộc biểu tình rất thành công. Ban biên tập người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thành thật chúc mừng ban tổ chức. Tin từ Tổng hội Cựu sinh viên Sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Chấn, Tổng hội trưởng Tổng hội Cựu sinh viên Sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, trong cuộc điện đàm với ban biên tập người chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đã đề cập đến vấn đề tái tổ chức và sinh hoạt đoàn thanh thiếu niên đa hiệu nhằm mục đích thế hệ thứ hai của trường võ bị nói riêng và tất cả các giới trẻ nói chung có thể tham gia tích cực vào công công cuộc truyền lửa về Việt Nam để đất nước sớm có tự do dân chủ và nhân quyền ông rất mong quý vị hội trưởng các hội võ bị địa phương tiếp tay với tổng hội trong chủ đề khẩn thiết và quan trọng này tin từ tổng hội Thủy Vân lực chiến Chiến hữu Phạm Cang, Tổng hội trưởng Tổng hội Thủy vân lực chiến, có cho ban binh tập người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa biết dự tính trong tương lai của Tổng hội như sau. Cố gắng thực hiện một bản tin sóng thần, 3 tháng phát hành một lần, vội biến tất cả những sinh hoạt của binh chủng trên toàn thế giới và nếu có thể ở trong nước, đến các chiến hữu mũ xanh. Rất mong các chiến hữu Thủy vân lực chiến tiếp tay và tự nguyện đóng niên niệm là 100 đô la để tổng hội có tài chánh để diễm trợ anh em thương binh và quả phụ nơi quê nhà. Ban biên tập người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa rất mong các hội thủy quân lực chiến, địa phương và các chiến sĩ họ cập biển diễm trợ để dự tính của tổng hội thủy quân lực chiến thành hiện thực. Kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị theo dõi phần thứ hai của chương trình với chủ đề Việt Nam và những khúc khoảnh lịch sử với ban biên tập người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, để mở đầu chủ đề Việt Nam và những khúc quanh lịch sử, chúng tôi xin phép được có những nhận định như sau. Thứ nhất, tướng Westmoreland và trận bộ thân. Thứ nhì, cựu ngoại trưởng Henry Kissinger và hiệp định Paris. Thứ ba, Việt Cộng vào ngày 30 tháng 4 năm 75. Và phần sau cùng là Việt Cộng sẽ làm gì để đối phó với cuộc nổi dậy. Thưa quý vị, tướng Westmoreland và trận bộ thân. Tướng Westmoreland xuất thân từ trường võ bị West Point. Ông mang lon đại tá lúc mới 30 tuổi ông đã từng tham gia nhiều trận đánh, kể cả trận đánh với con sư tử sa mạc của Đức Quốc xã là Erwin Rommel. Vị tướng ba sao này được cử làm tổng tư lệnh quân đội Mỹ tại Việt Nam từ năm 64 đến 68. Trần bộ thân của Việt Cộng vào các thành phố tại miền Nam và nhất là tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn đã bị báo chí Tây Phương loan tin không trung thực, thiên lệch, phần nào làm giảm uy tín của ông. Nhưng dù đã về hưu, ông kiên quyết giữ vững lập trường của mình đối với cuộc chiến tranh chính nghĩa của Việt Nam ông nói đúng ra Hoa Kỳ đã không làm tròn lời cam kết đối với Nam Việt Nam. Nhìn lại trận bầu thân, lợi dụng sự ngưng chiến, Việt Cộng đã bất thần vào cuộc tấn công vào Sài Gòn, Huế và một số tỉnh thành của Việt Nam Cộng Hòa đúng vào đêm giao thừa trong lúc lính quốc gia đang đi phép về thăm gia đình. Khi cuộc tấn công mở màn, Việt Cộng đã có một vài ưu thế vì yếu tố bất ngờ và trang bị vũ khí tối tân do khối Cộng sản Đông Âu viện trợ. Trong lúc đó, những người lính quốc gia vẫn phải sử dụng những vũ khí cổ lỗ sĩ từ thời đại nhị thế chiến. Nhưng với tinh thần quả cảm, chúng ta đã đánh bật Việt Cộng ra khỏi Sài Gòn. Như tờ báo Time đã viết, nhiều người Mỹ đã ngạc nhiên và Cộng sản đã đau đớn sừng sốt khi thấy quân đội quốc gia Việt Nam đã tức tốc đương đầu và chiến đấu anh hùng và can đảm khác hẳn dự đoán của họ. Thủy quân lục chiến Việt Nam sau khi đánh tan Việt Cộng tại Sài Gòn được không vận ra Huế và trong lúc chờ đợi xung trận thuộc quân lục chiến là một trong những đơn vị đầu tiên của quân lực Việt Nam Cộng Hòa được trang bị vũ khí mới như M16, M79 và M60. Với sự t... trang bị mới này cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tướng Amram đã viết trong cuộc tấn công lần thứ ba vào tháng 8 và tháng 9, quân đội quốc gia đã hạ được nhiều địch quân hơn cả tổng số địch quân mà quân đội đồng minh đã hạ được. Một ưu điểm của trận chiến mậu thân, toàn bộ bọn tay sai nằm vùng của Việt Cộng đã bị quét sạch và nhân dân Việt Nam đã không đứng dậy như lời Việt Cộng tuyên truyền nhưng báo chí phương Tây đã lờ đi, không đề cập gì đến những ưu điểm này của người lính quốc gia. Tướng Westmoreland đã có nhận định thật khách quan và chính xác, Hoa Kỳ đã không làm tròn lời cam kết với Nam Việt Nam. Nếu Hoa Kỳ làm tròn lời cam kết với chúng ta, thì người lính quốc gia dư khả năng để đối đầu và ngăn chặn được sự bành trướng của Cộng sản. Quả đúng như vậy. Sau trận đánh bộ thân, chiến trường tại Việt Nam rất là yên tĩnh và quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã mở những cuộc hành quân sang Campuchia và Lào. Thưa quý vị, Bước sang phần thứ hai, cựu ngoại trưởng Henry Kissinger và hiệp định Paris. Như chúng ta đã biết, chiến tranh Việt Nam đã đi qua 36 năm. Đến bây giờ ông Kissinger mới nói được một điều mà đáng lẽ ông ta phải nói ngay từ khi người Việt Nam tị nạn cộng sản đầu tiên đặt chân lên Hoa Kỳ. Để những người này không bị giới truyền thông đả kích một chiều và dân chúng Hoa Kỳ tại nơi họ đến đã không dành nhiều thiện cảm cho họ trong bước đầu lập nghiệp tại xứ này. Tuy vậy, về phương diện lịch sử, sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa không phải là do Việt Nam Cộng Hòa, mà là do phía Hoa Kỳ có giá trị sẽ thêm vào để bảo vệ danh dự của người lính quốc gia trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Việt Cộng với sự yểm trợ tối đa của khối Cộng sản. Thiền nghĩ giải hòa bình Nobel tặng cho ông Lê Đức Thọ và Henry Kissinger có một cái gì đó không ổn. Ai cũng thử biết, Lê Đức Thọ là một con cáo già trong thương thuyết, hắn mong bằng mọi giá tạm thời ngưng chiến để củng cố lực lượng và xâm chiến Việt Nam sau khi bị thê thảm trong trận đánh mùa hè năm 1972. Còn ông Kissinger chỉ muốn làm cách nào để rút chân ra khỏi Việt Nam càng sớm càng tốt, bỏ mặc cho Việt Nam muốn ra sao thì sao. Và do đó, ngày 30 tháng 4 năm 75 đã tới. Việt Cộng vào ngày 30 tháng 4 năm 75 không một chút chủ quan khi chiếc T-54 của Việt Cộng ủi sập cánh cửa của dinh độc lập thì đó cũng cho thấy dấu hiệu ngày cộng sản bắt đầu cởi áo ra đi bắt đầu vì chỉ vài ngày sau đó trên các đài voa bbc một nhà kinh tế gia tây phương đã nói việt cộng chiếm được miền nam như nuốt phải một con nhím muốn nhả ra cũng không được mà muốn nuốt vào cũng không xong do đó dân dân miền bắc biết mình đã bị bịt mắt bị bưng bít và bị lừa dối khi theo cộng sản tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược miền nam Thần tượng Hồ Chí Minh đã hoàn toàn sụp đổ, cho dù cộng sản cố gắng để che đậy tô màu và đánh bóng. Nhưng mới phương tiện truyền thông và tin học ngày nay, sự thật về ông Hồ đã bị phôi bày. Ngày một nhiều, không riêng gì các sử gia Việt Nam mà các sử gia nước ngoài cũng đã đang và sẽ cho thế giới thấy bộ mặt thật của ông Hồ. Lực lượng người Việt đi nạn cộng sản ở trên thế giới đã thấy được những việc cần thiết phải làm, đó là sức mạnh của truyền thông và tin học. Xin được nhắc lại khi phóng viên Walter Cronkite tường thuật về trận chiến Việt Nam trên đài truyền hình CBS vào tháng 12 năm 1972 đã làm thay đổi toàn diện cuộc chiến tranh ở Việt Nam, tạo ra nhiều bất lợi cho cuộc chiến đấu chính nghĩa của người dân Việt Nam. Đến nỗi ông Ronald Reagan đã phải nói với tổng thống Nixon như sau: "Nếu ở vào hoàn cảnh đề nghị thế chiến, đài này đáng bị truy tố về tội phản quốc." Và ông Douglas Price, một chuyên gia về vấn đề Việt Nam trong lúc sinh thời, ông đã viết như sau: đã có những cố gắng chậm chạp nhưng liên tục điều chỉnh và cứu vãn danh dự của người lính Việt Nam Cộng Hòa bị nhục mạ bởi bọn phóng viên truyền hình thương mại ngu dốt và cánh chính trị và cách cánh trí thức thiên tả. Như vậy, danh dự và uy tín của người lính quốc gia Việt Nam đang dần tỏa sáng, còn chế độ hiện tại ở Việt Nam đang bị thế giới nhìn với một con mắt thiếu thiện cảm và nghi ngờ. Vì các hình ảnh mà thế giới đã được thấy qua sự phát triển không ngừng của truyền thông và tin học. Hôm nay, chúng ta đã và đang gửi về Việt Nam những hình ảnh trung thực của những sự thành công của chiến dịch Hoa Lài. Nói là Hoa Lài thực chất dân chúng các nước trên nổi dậy vì miếng cơm manh áo, công ăn việc làm và bất công xã hội. Và quan trọng hơn cả là sự khao khát tự do cá nhân của con người mà tập đoàn lãnh đạo Cộng sản độc tài đã cướp mất của họ. Nhìn về Việt Nam, dân Việt Nam không có gì để mất cả. Do đó, nhu cầu xuống đường đòi quyền sống, đòi quyền bình đẳng của của người dân bắt buộc phải xảy đến cùng chung với chiến dịch hoa lài của thế giới. Đúng như Nguyễn Trãi đã viết, quốc gia có lúc thịnh, lúc suy, nhưng anh hùng hào kiệt thời nào cũng có cả. Kính thưa quý vị, đứng trước một sự kiện chắc chắn sẽ xảy ra như các nước trung đông, chúng tôi sang phần nhận định sau cùng của chủ đề ngày hôm nay là Việt Cộng sẽ làm gì để đối phó với cuộc nổi dậy. Quân đội giữ một vai trò quyết định sự thành bại của cuộc nổi dậy. Quân đội các nước trên đã đứng về phía nổi dậy, đã làm thay đổi hẳn bộ mặt của cuộc đấu tranh đem đến thắng lợi cho cuộc cách mạng hoa lài. Những người cầm quyền chóp bu của Cộng sản Việt Nam chắc chắn cũng đã thấy điều đó. Nhất là cách đây vài năm, Nguyễn Tấn Dũng đã cho một số tướng lãnh quân đội về vườn. Không ít thì nhiều, ông ta cũng đã tạo ra nhiều những mầm mống bất mãn và nghi kỵ trong quân đội. Do đó, theo thiền nghĩ của chúng tôi, đang có một cuộc thanh trừng ở trong quân đội Cộng sản. Và cũng không nhằm bỏ mục đích mượn dịp này các phe phái thanh toán những người không thuộc phe nhóm của mình theo đúng chính sách, theo kiểu mượn gió bẻ măng. Hy vọng của Việt Cộng sau đợt thanh toán này quân đội sẽ tuân lệnh họ để chống lại sự đứng dậy đòi quyền sống của nhân dân. Tung hỏa mù để che mắt dư luận trong và ngoài nước trong cuộc thanh trừng này như chính sách cố hữu của Việt Cộng là tạo ra thật nhiều biến cố ở trong nước như bắt rồi thả các nhà tranh đấu nhập nhằng trong vụ linh mục Nguyễn Văn Lý ngăn chặn các tín đồ tôn giáo hành hương biểu tình. Tung càng nhiều hỏa mù càng tốt để họ dễ dàng thực hiện việc thanh trừng nội bộ, đặc biệt là các sĩ quan trong quân đội của họ. Tuy nhiên, thời đại bây giờ khác trước rất nhiều, không phải cộng sản muốn làm gì là có thể làm được. Nước có tuần, dân có vận. 36 năm quá đủ cho một sự thống trị đưa dân Việt đến chỗ băng hoại về đạo đức, phá sản về niềm tin. Chế độ hiện tại Việt Nam bắt buộc phải ra đi và một chế độ mới để người dân được hưởng những gì mà Thượng Đế đã ban cho họ. Đó là những quyền tự do căn bản của con người. Kính thưa quý vị, nhân ngày quốc hận 30 tháng 4, Ban biên tập người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa xin thắp một nhãn tâm hương để thành kính dâng lên tất cả những anh linh của những người Việt quốc gia đã hy sinh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, xin thành thật cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính mời quý vị đón xem chương trình của chúng tôi kỳ tới. Xin kính chúc quý vị một cuối tuần an vui và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Tình Đốn đến đây xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những ngày cuối tuần thật an lành và hạnh phúc. Vạn lý xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình kỳ tới.